Thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Nghi Lộc vừa phá thành công chuyên án bắt giữ một đối tượng, thu giữ 1.000 viên ma túy tổng hợp. Theo đó, từ đầu tháng 4 năm 2024 đến nay, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Nghi Lộc phát hiện đối tượng Nguyễn Khắc Toàn, sinh năm 1997, trú tại huyện Thanh Trương, có biểu hiện nghi vấn móc nối với một số đối tượng để mua bán ma túy với số lượng lớn cho các con nghiện. Là đối tượng nghiện ma túy nặng và mang tiền án về ma túy, nên hoạt động của Nguyễn Khắc Toàn hết sức tinh vi, luôn thay đổi phương thức và địa điểm, phương tiện giao hàng để qua mắt lực lượng chức năng. Đến ngày 21 tháng 5 năm 2024, tại xã Nghi Yên, công an huyện Nghi Lộc bắt giữ đối tượng Toàn về hành vi mua bán trái phép trên ma túy, thu giữ 1.000 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến có khối lượng 95,5 gram, một xe mô tô, hai điện thoại di động. Tại cơ quan công an, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.